Mặc dù đứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp ở vòng loại Euro 2024, nhưng việc kiếm được một điểm trước Ukraine vẫn giúp tuyển Anh dẫn đầu bảng C. Với 13 điểm có được sau 5 trận, Anh nhiều hơn 3 điểm so với hai đội xếp sau là Italia và Ukraine. Tuyển Anh đang có chuỗi 12 trận toàn thắng ở vòng loại Euro trên sân nhà, trong đó có 10 trận giữ sạch lưới. Một chiến thắng trước Italia trên sân nhà sẽ giúp Tam Sư chính thức giành vé tới Đức, thậm chí một trận hòa cũng là đủ để Tam Sư có vé tham dự vòng chung kết Euro 2024 nếu Ukraine không thể đánh bại Malta. Trong trường hợp Anh không thể đánh bại Italia tại Wembley, cơ hội kết thúc vòng loại với một trong hai vị trí dẫn đầu bảng C vẫn nằm trong tầm tay của thầy trò Southgate, bởi hai đối thủ còn lại của Tam Sư vào tháng tới chỉ là Malta và Bắc Macedonia. Bên kia chiến tuyến, Italia đang rất hưng phấn sau chiến thắng 4-0 trước Malta ở trận đấu mới nhất. Với 3 điểm có được trước Malta, đội bóng huấn luyện viên Luciano Spalletti đã vươn lên vị trí thứ hai ở bảng C. Italia kém tuyển Anh 3 điểm. Họ có cùng 10 điểm với Ukraine nhưng đã ít hơn một trận. Sau chuyến làm khách trên sân của Tam Sư, Italia sẽ có hai trận đấu với Bắc Macedonia và Ukraine ở hai lượt trận cuối cùng vòng loại vào tháng tới. Rõ ràng rồi đang xếp thứ hai, nhưng 3 trận đấu cuối cùng sẽ quyết định đến việc Italia có thể giành một trong hai vị trí dẫn đầu ở bảng C hay không. Ngày hôm nay, huấn luyện viên Gareth Southgate vẫn tung ra đội hình 4-2-3-1 với những gương mặt quen thuộc, trong đó tiền đạo đội trưởng Harry Kane sẽ nhận được sự hỗ trợ từ bộ ba Phil Foden, Jude Bellingham và Marcus Rashford. Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Luciano Spalletti đã quyết định làm mới hàng công bằng việc tung El Shaarawy cùng Scamacca vào sân ngay từ đầu thay vì Moise Kean và Raspadori giống như trận đấu trước. Đúng như dự đoán, tuyển Anh là đội chiếm thế chủ động từ khi trận đấu bắt đầu. Hai hành lang cánh như thường lệ vẫn là hướng tấn công chủ đạo của Tam Sư, với sự góp mặt của hai hậu vệ cánh có khả năng tấn công tốt bậc nhất châu Âu hiện nay, đó là Kieran Trippier và Kyle Walker. Phút thứ 7, cơ hội nguy hiểm đầu tiên đã đến với đội tuyển Anh khi Marcus Rashford có tình huống đi bóng xông thẳng vào vòng cấm của đội tuyển Italia, nhưng rất may khi một hậu vệ bên phía Azzurri đã có pha giải nguy kịp thời. Huấn luyện viên Gareth Southgate chỉ đạo các học trò chủ động trong việc pressing tầm cao và điều đó đã khiến các cầu thủ bên phía đội tuyển Ý có phần lúng túng. Phút thứ 9, trong một tình huống phối hợp không hiểu ý nhau của các học trò huấn luyện viên Spalletti, đội tuyển Anh đã có thời cơ thực hiện một tình huống phản công nguy hiểm và buộc Destiny Odozie, hậu vệ cánh trái đang có phong độ rất cao trong màu áo Tottenham, phải có tình huống phạm lỗi trái phép và nhận thẻ vàng. Nhưng cầm bóng nhiều mà không ghi được bàn thắng thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Phút thứ 15, xuất phát từ bên cánh trái, Udogie có tình huống đẩy bóng lên trên rất nhanh. El Shaarawy thực hiện đường truyền sang bên phía cánh phải cho Di Lorenzo đang băng lên thật nhanh và hậu vệ thủ bên chế Napoli có tình huống căng hàng thuận lợi để Scamacca trong tư thế không ai kèm có pha để bóng cận thành dễ dàng mở tỷ số cho đội tuyển Italia. Sau bàn thắng mở tỷ số, cao trò huấn luyện viên Spalletti càng chơi càng thanh thoát hơn. Những tình huống phối hợp của Azzurri dù không được thực hiện với tần suất quá dày nhưng lại cho thấy sự nhịp nhàng cũng như ăn ý rất tốt. Trong khi đó, hàng phòng ngự của Tam Sư lại cho thấy sự hời hợt và thiếu tập trung. Phút 23, thời cơ tiếp tục được trao cho Scamacca trong một tình huống lộn xộn trước khung thành của Pickford. Tuy nhiên lần này đáng tiếc cú sút của tiền đạo thuộc biên chế Atalanta lại đi chạch cột dọc trong gang tấc. Trong khi đó, đội tuyển Anh lại rất bị ý tưởng trong những phương án tấn công của mình. Các học trò huấn luyện viên Gareth Southgate không biết làm gì ngoài việc đưa bóng cho hai hậu vệ cánh để thực hiện những tình huống tạt bóng vào trong. Nhưng phương án này lại dễ dàng bị các hậu vệ bên phía đội bóng màu áo thiên thành hóa giải. Tuy nhiên, nếu như những bài phối hợp chưa thể phát huy tác dụng thì sự lóe sáng của các ngôi sao chính là cứu nguy của đội tuyển Anh. Và lần này sự khác biệt một lần nữa đến từ cái tên rất quen thuộc, Jude Bellingham. Ngôi sao trẻ thuộc bên chế Real Madrid đã có tình huống tận dụng tốt sức vóc cùng với tốc độ của mình, dướn lên chiếm được lợi thế trong pha tranh chấp với Di Lorenzo và sau đó đã bị hậu vệ bên phía Italia phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài sau đó đã ngay lập tức chỉ tay và chấm phạt đền. Tỏa sáng ở trong thời điểm đội nhà đang gặp nhiều khó khăn, Bellingham cho thấy rằng hiện anh không còn là một tài năng trẻ nữa, mà đích thị là một ngôi sao của bóng đá thế giới. Không trực tiếp ghi bàn, nhưng ảnh hưởng của tiền vệ sinh năm 2003 với đội tuyển Anh là cực lớn, có thể nói là không thể thay thế vào lúc này. Trở lại với trận đấu, sau tình huống Bellingham bị phạm lỗi, VAR được đưa vào cuộc nhưng cuối cùng quyết định vẫn là một quả phạt đền dành cho Tam Sư. Trên chấm 11m như thường lệ, đội trưởng Harry Kane không mắc bất cứ một sai lầm nào, đưa trận đấu trở lại thế quân bình. Sau bàn thắng, cả hai đội đều có phần chơi trùng xuống, cơ hội dành cho cả hai đội là không nhiều.
phút 36 suýt chút nữa đội tuyển Italia đã tái hiện được pha lập công mở tỷ số khi một lần nữa Di Lorenzo có pha thoát xuống sau đó thực hiện cú căng ngang vào trong cho Scamacca. Nhưng lần này John Stone đã có pha phá bóng kịp thời ngay trước mũi giày của tiền đạo bên phía Azzurri. Ít phút sau, đội tuyển Anh lập tức có tình huống đáp trả xuất phát từ pha chuyền dài chính xác của Jordan Pickford. Harry Kane xử lý gọn gàng và có nhịp đẩy bóng rất vừa vặn để Rashford băng lên dứt điểm. Tuy nhiên cú sút của anh lại không thể chiến thắng được thủ thành Donnarumma. Trong khi đó hàng phòng ngự thi đấu không tập trung 100% lại là vấn đề của đội tuyển Anh ở trận này. Phút bù giờ thứ hai của hiệp 1, Udogie có tình huống nhảy múa với trái bóng như trốn không người giữa một rừng những cái bóng áo trắng, sau đó tung ra cú dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên rất may cho đoàn quân huấn luyện viên Southgate khi thủ thành Pickford đã đổ người kịp thời. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Anh đã ngay lập tức cho thấy sự chủ động ở ngay những phút đầu tiên. Harry Kane một lần nữa cho thấy anh là nhân tố không thể thay thế với tình huống lướt đi sau đó chuyển bóng cho Phil Foden. Đáng tiếc khi phải đối mặt với một Udogie đang có phong độ rất cao, cầu thủ thuộc biên chế Man City đã bị đối thủ hạ đo ván một cách dễ dàng. Đội tuyển Anh có vẻ như chuyển sang phối hợp trung lộ nhiều hơn ở những phút đầu hiệp 2. Trong một tình huống đập nhả ngay sát vòng cấm đối phương, Calvin Phillips đã có thời cơ thực hiện cú bắn phá từ xa. Tuy nhiên đáng tiếc khi bóng lại đi vọt xa khung thành của Donnarumma. Trong khi đó, Jude Bellingham lại khiến người ta phải dành những lời ngợi khen cho anh với hàng loạt những tình huống lao vào pressing tầm cao ngay trong vòng 16m50 của đối thủ. Và khi bóng được Italia luân chuyển tới 1/3 cuối sân của đội tuyển Anh, vẫn là Jude Bellingham có mặt để có tình huống cắt bóng điểm 10 và cũng bắt đầu từ pha bóng này. Bước ngoặt một lần nữa được tạo ra. Sau khi cắt bóng thành công, Bellingham tiếp tục có pha kéo bóng lên trên, sau đó tung ra đường kiến tạo để Marcus Rashford xử lý gọn gàng, sút tung lưới thủ thành Donnarumma. Chơi không tốt từ đầu trận, nhưng tất cả đều phải dành những tràng vỗ tay cho pha xử lý cực kỳ tuyệt vời của tiền đạo thuộc biên chế Manchester United. Còn với Jude Bellingham, không còn mỹ từ nào để nói về anh nữa rồi. Cái giá trăm củ đến hiện giờ là quá xứng đáng, không có gì phải bàn cãi cả. Sau bàn thắng dẫn trước, cầu thủ bên phía Tam Sư càng đáng hơn tự tin hơn. Rashford mạnh dạn đi bóng và tung ra những cú đá từ ngoài vòng cấm. Còn Jude Bellingham thì lại gây ấn tượng bởi những pha xử lý ngẫu hứng. Harry Kane thì vẫn vậy, thi đấu không khác gì một người nhạc trưởng với hàng loạt key pass xuất phát từ đôi chân của anh. Trong khi đó tuyến dưới cũng đã thực hiện những pha cầm bóng, chuyền bóng bình tĩnh, chỉnh chu hơn rất nhiều. Nếu kết quả này được giữ nguyên cho tới hết trận, đội tuyển Anh sẽ chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết Euro diễn ra vào năm sau mà không cần bận tâm tới kết quả của trận đấu giữa Ukraine và Malta. Do vậy, các học trò huấn luyện viên Gareth Southgate đã chủ động chơi chậm lại, tập trung vào việc giữ bóng cũng như kiểm soát thế trận. Italia đến lúc này đã gần như bị mất hoàn toàn thế trận vào tay của đội chủ nhà. Và điều đó buộc huấn luyện viên Spalletti phải thực hiện một loạt những sự thay đổi với sự xuất hiện của Moise Kean cùng cặp đôi của Inter Milan là Di Marco và Bastoni. Tuy nhiên, các nhân tố mới xuất hiện này vẫn không thể mang lại sự khác biệt dành cho đội bóng màu áo thiên thành. Và chớ trêu thay khi chính Bastoni là người mắc sai lầm để đội tuyển Anh có bàn thắng thứ 3 ở trận này. Xuất phát từ pha phán đoán điểm rơi không tốt của trung vệ mang áo số 23, thời cơ đến với Harry Kane và đó là thời cơ không thể tốt hơn để thủ quân của Tam Sư ghi bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-1. Mặc dù bị dẫn trước từ sớm, nhưng với những cá nhân quá xuất sắc, đội tuyển Anh đã có cú lội ngược dòng thành công và chính thức có được tấm vé tới nước Đức tham dự vòng chung kết Euro mùa hè năm sau.